Cứ 1 phút bạn tức giận là bạn đã bỏ đi 60 giây thanh thản trong tâm hồn. Còn cứ mỗi 1 giây anh đê đụng hay chạm vào bất cứ thứ gì thì y rằng mọi người đều tăng sông hết cả lên, tất cả đều không thể tồn tại quá 1 phút. Chẳng là hôm nay trời thanh gió mát, anh rủ cả lũ lên đồi cao hít khí trời. Chẳng biết có bị trúng phải cơn gió độc nào không, mà anh lại đi xui cả bọn chơi khôn, thả chân ga cho chiếc xe tự mình phi xuống chân dốc. Được cái là nồi nào úp vung nấy, cả lũ nhìn thông minh sáng sủa thế kia mà lại có suy nghĩ y hệt nhau, gió thổi chiều nào là đi theo hết chiều ấy, họ reo đồng ý ngay được. Quay lại toàn cảnh cho anh em chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây. Chân trời xa tít mù khơi, độ rộng ở đây tỷ lệ thuận với độ mạo hiểm của cả bọn. Dù sao thì các anh đều là người trưởng thành cả, không ngu gì mà chọn hướng xe chạy lại về phía nhà dân. Quay sang bên kia đồi để thực hiện thử thách, không quên gắn một chiếc cam hành trình ở trong xe để ghi lại tất cả. Một cây làm chẳng nên non, 4 cây chụp lại thì đẩy xe sẽ mạnh hơn. Không một động tác thừa, chiếc xe không chủ lao thẳng xuống núi, chẳng quá 3 giây là chiếc xe đã lộn cầu vồng. Chỉ tiếc là đứng từ trên cao nhìn xuống, anh chỉ thấy một màu xám xịt vì khói bụi che lấp. Lia cam từ nhiều góc khác nhau để chiếu cho anh em thấy cụ thể nhất hành trình tự hủy của chiếc xe. Chẳng biết đã chạy được bao lâu, mắc phải tội tình gì mà anh đây lại cho nó lên bàn thờ ngắm gà sớm như vậy. Đúng là kẻ tiêu không hết người lần chẳng ra. Anh còn thừa chiếc xe nào không để mà tôi đưa anh địa chỉ nhà mình, gọi ship đến tận nơi lấy xe về nhanh gọn lẹ. Đi xuống để ngắm lại tác phẩm của mình. Đúng là khôn 3 năm dại có 5 giây. Đổi lấy cảnh quay dài chưa nổi 1 phút, mà hãy xem anh đã phải tiêu tốn những gì. Giờ còn phải gọi xe cẩu lết đến để đem sắt vụn về, chứ ở đây có biển cấm xả rác, chơi bời cho đã xong thì phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Hôm nay chơi như vậy đối với anh là chưa đã, về lục tung cả nhà lên xem còn có gì vui vui không, thì vô tình phát hiện một bí mật động trời. Sân sau nhà bố có trông một chiếc xe từ thời ông cố nội để lại. Sẵn có xe cẩu xe xúc, anh gọi ngay về đào lên kiểm chứng xem thật giả ra làm sao. Sau vài giờ làm đào lên đào xuống, thì anh chẳng thu được gì ngoài một núi đất như thế này. Chẳng dễ gì mà từ bỏ, anh tiếp tục đào, kể cả khi phải lật tung cả ô đất này lên. Và rồi cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy một điều gì đó. Quá khứ dơ giấy thì dễ gì giấu giếm. Chiếc xe bị chôn vùi dưới lớp đất dày gấp đôi người anh cuối cùng cũng lòi ra một chút. Tự mình nhảy xuống hố sâu để đào ra kiểm chứng và quả thực, chiếc ô tô bị chôn lấp là có thật. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, thôi thì cứ lôi được nó lên khỏi mặt đất đã rồi tính tiếp. Hóa ra chiếc xe này bị chôn từ trước và thông tin về tổ tiên ở trên được tạo dựng ra để chôn anh chàng này. Cũng chỉ vì cái tội phá làng phá xóm hàng ngày mà anh trai của anh đã phải bày lên trò này để thằng em không đi nghịch dại lung tung. Và với sự giúp sức của chiếc máy kéo thì chẳng mấy chốc là chiếc xe đã ngoi được lên cạn, treo lủng lẳng ở trên cao lắc xuống, đất sỏi rụng như sung mà nước ở đâu không biết cũng chảy ra như suối. Rung lắc cho cố rồi chiếc xe cẩu cũng bị nhấc lên luôn, không biết bên trong chiếc xe còn chứa cái gì mà nặng đến như thế được. Thả xuống rồi đục cho hai cái lỗ thì phun ra toàn nước không, tưởng là dầu khí thì vui chứ toàn nước đục thế này thì biết làm ăn cái gì bây giờ. Cố gắng kiểm tra xem còn vớt vát được cái gì không thì quả nhiên là còn cái nịt. Lại là một cuộc vui đầy vô bổ của anh chàng. Thôi thì cứ đem tặng chiếc xe vào hầm để còn phục chế. Dù sao thì đây cũng là màn kịch do anh trai của anh đây làm ra, nên anh sẽ có trách nhiệm thu hồi và xử lý chiếc xe cũ nát này. Sau vụ này thì anh trai cùng cha khác ông nội với anh đã phải bắt đầu chế tác lại chiếc xe từ A đến Z, đồng thời quyết định nâng cấp nó lên thành bất khả chiến bại để cho thằng em mình đỡ phải tiếp tục phá hoại. Thử ngay trên con xe mới cứng vừa mới tậu về này. Bộ phận đầu tiên anh chọn nâng cấp sẽ là phần cửa kính. Thử nghiệm với một quả bi sắt nặng hơn 5kg. Thẳng tay ném vào mà cửa kính vẫn chẳng hề hấn gì, thử lại thêm vài lần nữa thì cũng chẳng thể lấy nổi dù chỉ là một vết xước. Giờ thì chuyển đến chiếc búa con này. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ sức công phá kinh khủng phải biết. Sức chịu của một người bình thường là một nhát, còn với chiếc xe này là N nhát. Cũng giống như Captain America đã nói, anh có thể làm việc này cả ngày. Vậy thì chuyển đến con hàng siêu to khổng lồ này thì sao? Không có vòng vo tam quốc nữa, thử ngay vào việc luôn cho nóng. Kết quả thì một nhát lên hương luôn, cửa kính chính thức về với cát bụi. Giờ thì dọn dẹp lại hiện trường để bắt đầu quá trình nâng cấp nào. Lấy ra mẫu kính với tạo hình y hệt nhưng sức chịu đựng cao cấp hơn. Lót thêm một miếng màng đen chắn ánh sáng mặt trời, tiếp tục lót tiếp một miếng màn chịu lực dày 4 phân. Vậy là chiếc kính khủng đã được hoàn thành. Tháo rời cửa xe ra để thiết kế lại cho vừa với độ dày của chiếc kính. Đối với anh công việc lắp ráp này cũng quen lắm rồi, thằng em trời đánh cứ ra ngoài phá hoại là đem về nhờ anh sửa chữa không biết bao nhiêu lần. Thử nghiệm lại với những dụng cụ ban đầu. Giờ thì chiếc búa khó nhằn ban nãy đập vào cũng chỉ như gãi ngứa cho chiếc xe. Có thử thêm vài lần nữa thì chiếc kính vẫn chẳng hề hấn gì, thậm chí còn bật lại nữa kia kìa. Hôm nay làm đến đây thôi, việc hôm nay còn để ngày mai, cứ bình tĩnh thong thả rồi chiếc xe sẽ được độ hoàn chỉnh. Từ từ còn làm tiếp video cho anh em xem nữa chứ. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.